Chào mừng bạn đến với kênh Đức Dương Vlog, du lịch, ẩm thực và khám phá cuộc sống. Xin chào cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan khu du lịch Vàm Sát, một trong những khu du lịch đầm lầy và có nuôi cá sấu để chúng ta trải nghiệm câu cá sấu rất là độc đáo ha. Ở khu vực đầm lầy Vàm Sát này có rất nhiều thú vị. Xin mời cô chú và các anh chị và các bạn cùng tham quan nơi đây nhé. Hôm nay Đức Dương sẽ đi câu cá sấu cho cô chú xem nhé. Một trong những cái ngoại loại hình rất là khám phá, rất là thú vị. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi, nó tới rồi nè, con cá sấu tới rồi nha. Rồi. Rất là đã. Oh. Wow, nó nặng rất cả luôn. Săn bắt. Dạ đúng rồi. Đây là đi được mỗi con. Đã quá. Cái cà mình phát hiện là cái mỏ nó dài hơn ha. Dạ. Bông nó xanh nó đẹp hơn ha. Hoa cà đẹp hơn. Dạ, nãy em thấy. Nó dữ hơn. Đúng rồi, nó táp cái chất lượng ha. Bùm bùm. Bùm bùm. Nè. Lên đi. Rồi, nó ăn rồi. Nó ăn giật với Đức Dương nè. Ôi, trời ơi, kéo luôn cái sườn nó luôn. Ôi da, trời ơi. Và xin mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng bắt đầu đi tham quan khu du lịch sinh thái Vàm Sát này nhé. Và các phương tiện để đi tham quan nơi đây gồm có xe đạp, xe điện. Nhưng mà chúng ta nên đi xe đạp vì đi xe đạp vừa có sức khỏe và đi tham quan ở đây nó thân thiện với môi trường hơn ha. Mình có thể thuê xe đạp ngay reception, ngay cổng vào. Và Đức Dương cũng mướn một chiếc xe đạp đây. Đi xe đạp trong khu vực rừng Vàm Sát này rất là thú vị. Mình sẽ được luyện tập thể lực và cũng như là mình đi đạp mình cảm thấy mình thoải mái hơn và dễ chịu hơn khi mà hít thở oxy ở khu vực rừng Vàm Sát này rất là nhiều. Nó là lá phổi của thành phố nên nó tạo oxy rất rất là nhiều. Nên cô chú và các anh chị các bạn có muốn nạp oxy thì đến những khu rừng ngập mặn Vàm Sát này. Và khi chúng ta đi tham quan ở đây thì hai bên là những cây đước và xen kẽ là những cây dừa nước ha. Trên con đường ta đi xuống khu vực của trại nuôi cá sấu và để câu cá sấu thì chúng ta sẽ bắt gặp một số con khỉ nó ngồi ven đường để nó xin ăn cũng như là nó có thể là chào đón du khách. Đó, đây là có con khỉ nè. Nó sống rất là nhiều ở đây. Nó không nhiều bằng đảo khỉ nhưng mà nó sống bầy đàn ở đây rất là thú vị ha. Đi qua nơi này chúng ta cứ đi bình thường, không có được chọc phá nó. Nó cũng nhát lắm, thấy mình thì nó nhát, nó hay trèo lên cây. Đó, nó ở trên cây nó ngắm. Nó đợi xem mà mình có thức ăn gì cho nó hay không. Nếu mà mình có điều kiện mình mua ít bánh trái rồi mình vô đây mình cho nó, mình rải từng khu vực một. Chứ mình đừng cầm trên tay, nó hay giật lắm. Cho nên chúng ta đi xe đạp thì an toàn lắm, nó rất là sợ. Và đạp trên môi trường này rất là thú vị ha. Một mình đạp xe đạp và cái này rủ nhiều bạn bè đi chung cũng rất là vui, tạo thành một cái team đạp xe đạp đua trên đây rất là thú vị. Con đường này nó dài từ ngoài cổng vô tới khu vực cá sấu khoảng 600 m, thì hai bên đều là rừng ngập mặn hết, nước rất là nhiều. Và một số con cá thòi lòi, con cá bóng nó giống vậy á, nó sống và nó ở trong những cái hang ở gần lề đường. Xung quanh rừng đước rất là rậm rạp nên là chúng ta đạp xe đạp trong khu vực này rất là thú vị. Chạy vào đây.
nó hơi khó để chút. Rồi ta đã tới rồi. Đây Đức Dương đã đến khu vực cá sấu. Rồi để đây có một anh nhân viên, anh sẽ hỗ trợ cho Đức Dương quay cá sấu ha. Rồi xin mời cô chú các anh chị cùng tham quan. Rồi xin mời cô chú các anh chị và các bạn cùng tham quan khu vực câu cá sấu ha. Một trong những khu vực rất là độc đáo của khu du lịch sinh thái Vàm Sát này. Và đây là con thuyền để du khách sẽ đứng trên đây và chúng ta sẽ đi tham quan bằng câu cá sấu bằng những loại cần câu này, và cho chúng mình sẽ cho thức ăn vô và mình sẽ câu. Đây khu vực này cá sấu đây. Đấy, Đức Dương sẽ quay cận cảnh cho cô chú. Nó đây nè. Rồi, cá sấu đây. Đấy, cá sấu rất là to ha. Vậy Đức Dương sẽ zoom lên cho cô chú xem. Đó, nó đang đợi. Chiều dài cá sấu này tầm khoảng 2 mét. Không biết nặng bao nhiêu nhưng mà nó khoảng 2 mét. Nhưng mà cái đầu của nó ở đây nó rêu rất là nhiều nha. Nó nằm ở phía những cái khu vực này và đang chờ để coi cho chúng ta bỏ thức ăn vô cho nó ăn á. Đây khu vực này nè, cô chú xem thấy nước nó đây, nó đây để Đức Dương quay cận cảnh cho nó. Đây nó nằm ở dưới đây, cô chú thấy chưa? Đó, để Dương zoom lên cho cô chú hay thấy nha. Đó, em đầu cá sấu nè, rất là ghê. Đó, đầu của nó rung rất là đẹp ha, có màu xanh rêu, nó có sừng luôn. Đó, ở đây thì người ta nuôi nó sống tự nhiên nè. Thì chiều bây giờ thì khách hết, du khách đã đi tham quan chỗ khác rồi. Chỗ này chỉ có buổi sáng và ấy là người ta mới câu nhiều. Đây cho cô chú xem cận cảnh mặt của con cá sấu này nha. Đây thấy rõ luôn, con này rất là to ha. Và nó canh ở đây, nó đợi chờ coi có ai cho thức ăn không. Đây, cái gương sẽ quay toàn cảnh nha. Rồi, đây là khu vực một cái hồ ha. Hồ hay kinh rạch, đây là cái toàn cảnh đấy. Cái khu vực để mình cho du khách vào đây để câu cá sấu nè, có những cần câu. Đã chưa? Ha. Mấy con này thì em thấy nặng khoảng bao nhiêu ký anh? Con mấy con này nhắm khoảng nhiêu ký anh? Dạ cá em nó sống được 2-4 năm tuổi rồi. Con bự là nó là 200 ký, nó dài 3 mét. À, 200 ký dài 3 mét. Là tầm 100 ký trở lên. Dạ. Ở đây có 40 con. 40 con anh. 40 con trưởng thành. Ồ, con này có cứng chuyển thành chưa hay chưa? Con thấy con này cái đầu của nó chưa thành cái giống như cái đầu của rồng. Con cái á. Con này con cái hả anh? Dạ, đủ thành hết rồi đó. Dạ, con này là được hai mấy năm rồi hả anh? Dạ. Ôi cha. Đã quá ha, hai mấy năm rồi. Đây. Để dừng cận cảnh cho cô chú xem. Mấy con này là hai mấy tuổi rồi đây, 24 năm, 24 tuổi. Sống rất là lâu rồi. Nó đang ở dưới nước, nó đang chờ đợi coi nếu ai cho thức ăn là nó sẽ bay lên nó ăn liền. Cho nên là muốn câu cá sấu ở đây thì combo nó 60,000 á. Cô chú mua một bộ combo rồi thịt thì nó đến đây thì đi cho móc lên và cho cá ăn thôi. Đây Đức Dương cận cảnh cái đầu của nó. Con này 24 tuổi ha. Dài khoảng 2-3 mét. Nặng khoảng 200 ký.
đang bơi. Đó. Đang bơi. Nó bơi rất là im lặng thầm lặng. Cái đuôi vẫy nước. Con này 2 mét hơn chút xíu. Con này cũng rất là ghê ha. Vậy với cũng già lắm rồi. Con này sống ở đây hàm mấy năm. Con nào cũng sống hàm mấy năm hết trơn. Cận cảnh ở cái đầu luôn, không có xấu nữa. Khu này rừng nước thích hợp, nó rất là rộng lớn ha, người ta để cho nó tự nhiên luôn. Sống trong cái khu vực rừng nước này rất là thoải mái. Loài cá này sống rất là sinh sôi nảy nở. Ê đủ rồi. Sao nó chạy ra đây nè. À, đếm số lượng phải không? Đó kìa, nó đi nó xíu mà cái ảnh kìa, đi vô đây con. Cắn. Cắn không? Quá chạy máu, muốn quá chạy máu nè. Nó xíu mà cắn ha anh. Trời ơi, ăn nó đều nhỏ, nó cắn nó dữ á. Ồ. Ba con bên đây cắn nó dữ nè. Ôi con đó lớn rồi, con nhỏ này thôi. Trời ơi, nó xíu à. 3 tháng tuổi hả anh? 7-8 tháng. 7-8 tháng rồi hả? Dạ. Đó, nè, 7-8 tháng mà hả, chịu nổi không? Cắn người ta. Người ta đang dọn dẹp. Người ta đang dọn dẹp, cắn à. Đó. Cái ông quậy lắm. Đó đó, cắn ngắt hơi dữ rồi. Mới nhỏ xíu bởi vì dòng này nó dữ vậy. Nhỏ xíu mà quậy ghê luôn. Răng nó đều lắm. Răng rất là dữ răng à. Răng quá trời răng. Đó, quá trời luôn. Cá sấu được nuôi trong đây là mình bảo tồn nó nè. Được 2 tuổi rồi nè. Một cái răng, vàng răng của nó ghê ha. Nó đã lên được 3 con. 3 con cá sấu. Là đã. Nó ẩn trong đây nè. Đó. Đâu ai thấy nó chìm trong cái nền. Nên là phải cẩn thận. Khu vực này đầm lầy mà. Nên là cá sấu ẩn mình. Nó núp sẵn ở cho khu vực đó đó, nó núp. Dòng cá sấu đang núp. Nó ẩn mình nè. Đó. Nó ẩn mình trong cái làn nước mình không thể thấy được. Nó nằm đó đợi chờ, tại cái nền của nó màu xanh nên là khó thấy lắm. Nên cô chú thấy vậy thôi, chứ nó khi mà mình chỉ cần đưa tay vô là nó xử liền á. Ở cái đầu của nó nè, ghê chưa. Nước Dương quay cận cảnh cái đầu cho nó nằm trong đó đó. Đây là những quy trình ấp nở trứng cá sấu ha cô chú. Nó đây từ lúc mà tìm ổ trứng nè, mới đẻ, rồi chúng ta sẽ đi thu hoạch nè, cho lấy trứng lên, rồi sau đó chúng ta bắt đầu là coi thời gian, và khi nó nở ra, quy trình của nó là ấp có nhiệt độ bao nhiêu. Đấy, ở nhiệt độ là 28 đến 35 độ C ha, phải đảm bảo nhiệt độ ở đây thì rất là chuẩn rồi, để nó nở thành con. Và cái phôi sẽ thở nở thành những con cá sấu nhỏ, và khi lớn lên và trưởng thành
sau 30 tháng 4 năm 1975, Cần Giờ là một vùng đất trắng, con người, phương tiện được đưa về đây để xây dựng nông trường. Cẩn thận với khỉ hoang dã. Đây, khỉ đuôi dài. Gà luôn là nói vậy? Dạ, mình cá đặt, ba gà hả? Mình đặt người ta lời à. Ta đem vô cho anh. Đây, anh này ảnh bảo vệ và chăm sóc coi như là dọn dò vệ sinh cho mấy em nhỏ này nè, nhỏ xíu thôi đó. À, la đi con, dễ thương không, nhỏ vậy thôi đó mà 7 tháng tuổi mà hả, ui cha cắn người ta chảy máu luôn nè. Đây la đem đi uống dạ. À, đẹp 7 tháng tuổi thôi đó. Ê, nó chui đường kia kìa, chắc không qua vui được đâu. Đây rồi, rồi. Không chọc phá thú. Cô chú, các anh chị, các bạn cùng Đức Dương vô khu vực câu cá sấu ha. Đây, hôm nay có anh bảo vệ, anh hướng dẫn viên, anh sẽ chỉ Đức Dương câu cá sấu như thế nào. Và để cho cô chú, các anh chị, các bạn cùng thưởng thức màn câu cá sấu rất là hấp dẫn. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình đi gọi là câu cá sấu ha. Khu vực này, đây là những cây cần câu, chúng ta sẽ móc thức ăn vào những cái cây cần câu này. Đây là những khi ta kêu tiếng đó là cá sấu bắt đầu nó biết nó sẽ vô quanh. Đây là có thức ăn cho nó đây. À, gồm có lương hả phô anh? Dạ. Đây là thức ăn cho cá sấu nè, ta có lương. Con múc. Cá rồng. À, con cá rồng. Đây, cá rồng. Cá rồng hả anh? Ừ. Nó giống như con lương vậy. Dạ, đây là thức ăn dành cho cá sấu ha. Và khi chúng ta câu được, mình phải mua combo là 65.000 phải không anh? Dạ. 65.000 một combo để chúng ta có được trải nghiệm câu cá sấu ở đây. Là tính xe rồi đưa rước xuống không? Dạ, xe đưa rước xuống. Và cái trải nghiệm câu cá sấu, một trong những cái điều thú vị mà các bạn trẻ cũng như cô chú các anh chị rất là thích. Mình đi được trải nghiệm. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu cá sấu ha. Đây, lên ta đớp một cái đấy, mình dịch cái xuống ha. Đây, Đức Dương sẽ này, nó đang lại nè. Ô, đây đây đây, thấy rồi. Đây 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 đây, nó đang đi lại. Quá đã luôn. Mình sử dụng đó. À. Nó bay lên không anh? Con nó bay, nhiều con bay. Con hoa càng nó bay. Con này bay. Con hoa càng. Đã quá. Rồi nó giật luôn. Làm sao giật nó lên được anh? Nó tự cắn hả? À, giúp im rồi, nó cắn rồi. Quá đã. Xứng đáng một cần câu. Chúng ta tiếp tục ha, nó tới rồi. Ô, khi nó cắn xong là nó sẽ đi. Wow, rất là thú vị. Đó. Đây là con hoa cà. Con hoa cà đây. Wow, hồi nãy anh câu là đó là con sim. Ồ. Con sim đực. Đó là con kia phải không anh? Sim. Con ngoài kia phải không? Con sim có hai sừng. À, sim con hoa cà là bông da nó đẹp hơn, thường thường người ta xuất khẩu làm quý bóp. Đúng đó. Rồi, rất là giá trị anh ha. Đúng rồi. Mà con hoa cà thì nó dữ hơn. Nhưng mình ở đây là mình con bảo mình ở đây mình sẽ bảo bảo tồn nó ha. Bảo tồn mà. Đúng rồi, mình không có săn bắt. Dạ đúng rồi. Đây là ô đã quá. Cái con hoa cà mình công việc là cái mỏ nó dài hơn ha. Dạ. Bông nó xanh nó đẹp hơn ha. Hoa cà đẹp hơn. Dạ. Nãy em nó, thấy nó dữ hơn. Đúng rồi, nó táp cái rồi. Chất lượng ha. Bùm bùm. Bùm bùm. Rồi, chúng ta tiếp tục câu tiếp nha. Đây cần câu. Một con cá sấu. Bởi vì có khu chạy giống hoa cá sấu hoa cà là nó sử dụng đúng con cá sấu đó luôn phải không anh?
Đấy, đây là khu vực chúng ta sẽ đi. Rất là đã ha, không gian rộng rãi. Mình phải kêu. Ta sẽ xung quanh này là rừng nước rất là bao phủ, rất là đẹp ha, với nắng chiều nè, đã lắm anh ha, em thích cái thiên nhiên vậy đó. Đây, Đức Dương sẽ quay cho cô chú xem ha. Nè, nó tới nè. Đáp đi, đáp đi, đáp đi. Đó, nó đang tới. Chất lượng chưa? Wow, 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 wow. Nhấp, nhấp. Đây, nó đây. Con này rất là to nha. Đáp. Đáp đi. Wow, chưa rớt được đâu em ơi. Đây, cho qua đây nhé em. Em chưa qua được đâu. Đây, dễ gì em ơi. Đây, đó, cả đây đi. Tiếp theo. Tiếp theo. Dạ. Rồi, bên này. Đây, chuẩn bị đốt nè. Wow. Lẹ quá, chưa kịp đâu. Từ từ đi, con này. Con này anh nói là con cái sim. Con cái sim. Lực mạnh, rất là mạnh. Wow. Rất là mạnh luôn. Một tay Đức Dương có thể hả giật được đó. Nó bay lên được quá. Đã quá. Vậy đây. Con cá đó phải không? Câu đi em cứ nằm đây nè. Đây con cá sấu hoa cà. Nó đang đợi chờ đây. Wow. Một. Đớp đi, đớp. Đớp đi con. Đây đây. Rất là đã. Wow, nó nặng rất cả luôn. Rất là đã. Nó đâu rồi? Rồi anh có móc cho em này, em tự chưa? Dạ. Và tiếp theo ha, ta hãy kiếm một con khác nha. Kiếm con cá sấu hoa cà ha. Đây, để quay lại. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu quay ha. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Đây, nó tới rồi nè. Quay đây ha, ánh sáng đây sẽ rất là đẹp nè. Con này bự quá. Wow. Đây con, qua đây. Qua đây. Rất là ngon. Qua đây đi. Nè, nó đã ở đây rồi. Nãy giờ nó ở đây, nó đợi chờ nè. Đây, mình sẽ dụ cho nó qua đây. Nó qua đây. Qua đây con. Đây, qua đây. Qua đây. Đây. Đó. Nó ở đây. Nó ở đây rất là ghê gớm. Khó thấy nó lắm. Đây, nó ở đây nè. Nó ở đây.
đang đợi, nó đang chờ chờ chờ. Đó. Tới đi con, tới đi. Đang đợi chờ nè. Đây, cái kiên sẽ dụ nó. Ok, lên. Nè, ăn đi. Tới đi, tới ăn nè. Còn cái cuối cùng. Đớp luôn. Đớp luôn. Đớp đi. Cảm giác đớp mới đã. Lên. Rất là đã. Rồi ăn xong ảnh bỏ đi luôn nè. Rồi đi xong rồi đó. Rồi bỏ, ăn xong bỏ đi luôn. Rồi để Đức Dương quay toàn cảnh cái khu vực này nha. Đó, ăn xong mà trốn vô trong kia kìa. Rồi thấy chưa, cảnh này rất là đẹp. Buổi chiều rất là mát luôn, với rừng ngập mặn và rừng nước ha, nước mặn. Đây rất là nhiều cá sấu nó đã xung quanh. Rồi, bye bye cô chú các anh chị ha. Săn cá sấu đã xong. Đức Dương đau, rất là đau tay luôn, nó gồng mạnh quá. Rồi, cảm ơn cô chú các anh chị đã xem trải nghiệm câu cá sấu ha. Nó đã chưa? Một cú đớp thôi là rất là ghê gớm. Một con lên bờ. Cá sấu lên bờ nè. Con này rất là ghê. Và một con đây. Hai con lên bờ. Nó khò ghê quá. Hẹn gặp lại cô chú các anh chị ở clip khác. Sẽ mình săn những con vật khác hơn. Tạm chia tay những chú cá sấu rất là hung dữ và mạnh mẽ. Đức Dương xin mời cô chú đi tham quan khu vực rừng Vàm Sát ha. Có rất là nhiều điều thú vị, xin mời cô chú cùng tham quan ở đây. Đây là khu vực nhà hàng Vàm Sát ha, nơi là tổ chức tất cả các ăn uống cho cô chú và các anh chị. Rất là đẹp, dưới mái lá rất là mát mẻ. Và xin mời cô chú các anh chị cùng Đức Dương tham quan con đường dọc những cái khu rừng rừng nước này ha. Đây là đường để đi qua khu vực để tham quan. Chúng ta sẽ đi tham quan ha. Mấy cái cầu này rất là nguy hiểm nè. Đây, cái cầu này bắt qua nhưng mà đi chắc quay phim cũng không biết có nguy hiểm nên là không biết có đi được hay không. Để Đức Dương đi thử trải nghiệm cho cô chú xem nha. Cái đường đi ghê quá. Có mấy con cá thòi lòi nữa kìa. Đường đi bồng bềnh. Trời ơi, rất là nguy hiểm. Càng nguy hiểm thì người ta lại càng thích đấy. Đường đi cứ từ từ mình đi. Đây. Có mấy con cá thòi lòi nè. Nè, đường đi. Nó bồng bềnh. Nó rất là nguy hiểm. Từng bước một. Đấy. Cẩn thận luôn, cẩn thận. Để đi qua được cái cầu này cũng rất là gian truân nha. Nhưng mà mình phải đôi lúc mình phải trải nghiệm. Không biết dưới đây có con cá sấu nào không. Nên là cứ đi kệ. Trải nghiệm cho cô chú xem. Gần hết cái cầu này nè. Đó, đi hết một đoạn rồi nè. Ôi trời. Đó, đi được một đoạn. Rất là đẹp. Mình đi khám phá mà mình phải đi, mình phải trải nghiệm hết những cái thú vui của khu du lịch này. Đâu có, nó rung lên, nó rung lắc. Đó, rất là rung lắc nè, ghê chưa.
Rồi ta đã xong tới rồi, khu vực rồi, kết thúc rồi. Ôi chà, rất là khó khăn. Wow, trời ơi, cái cậu lung linh lung lắc kìa. Chúng ta ở đây để chụp hình ha, một số cái hồ cũng rất là đẹp. Và chúng ta sẽ đi tham quan cái cầu xuyên rừng sát ha, rừng sát. Đây, đây là con đường đi qua, có mấy chỗ để cô chú các anh chị check in cho vui. Đây, chúng ta sẽ đi tham quan khu vực này. Để thì để được đi tham quan cái khu vực rừng sát này, chúng ta phải đây có cái cầu nữa, cầu này cầu khỉ. Chỉ được dành cho hai người thôi, rất là nguy hiểm quá, không biết đi được không, nhưng mà chắc chắn Đức Chương sẽ cố gắng đi để nó cũng lung lắc. Đức Dương sẽ cố gắng đi từ từ thôi, đi ở giữa cầu. Không biết này cái cầu này có bỏ không hay là người ta đi ta. Rất là sợ. Cái cầu lắc lư. Đúng là có chiếc cầu tre bắc ngang qua suối luôn. Đây, Đức quay cho Đức Dương sẽ quay cho cô chú xem cái cầu này. Để mình gọi là mạo hiểm ha. Cái cầu này lung lắc ghê lắm. Cái chòi để chúng ta dừng lại ăn uống nè. Con đường có rất là nhiều chòi. Đây, rất là nhiều chòi ha. Với nắng chiều rất đẹp. Khu vực này đúng để dành cho chúng ta đi khám phá và chúng ta trải nghiệm ha. Đây, có cái cầu khác nè. Cái cầu khác này mình băng qua rừng. Rừng Đước. Ở đây ta có thể thấy được toàn cảnh nè. Rất là đẹp ha cô chú. Đó, rất là đẹp. Và xin mời cô chú đi tiếp ha. Xung quanh là Đước không? Không biết có con cá sấu nào. Nghe nói người ta nhốt hết đó, nó rồi. Đây, khu vực chúng ta sẽ đi tham quan khu vực rừng Đước để trải nghiệm xem trên đường đi có cái gì vui vẻ, vui thích xung quanh là Đước không. Đó, đây là cây cầu rất là nổi tiếng à. Đó, nó sẽ kết hợp qua đây để chúng ta đi. Rất là đẹp đấy, cô chú thấy chưa, rất là đẹp không. Vô đây mình hãy khám phá, trải nghiệm. Mình trải nghiệm cái rừng Đước nó có một cái, đi một cái vòng tròn như vậy, rất là đẹp. Đây, Đức Dương quay Đức Dương cho cô chú xem nha. Đó, đẹp lắm. Cái con rừng Đước không. Và cái cầu này nó cao lắm, cao khoảng cỡ 60 phân. À, dưới đây có mấy con cá mắc lòi nè. Cá bóng hay cá thòi lòi, người ta gọi cá thòi lòi. Thấy mới thấy nó động cái nó chạy nhanh lắm. Đó, có mấy con thòi lòi nè. Ở đây là muỗi nhiều nha. Nên cô chú cứ mặc áo tay dài như Đức Dương. Đó, rất là sâu. Ở đây có chẳng ba. Có chẳng ba để mình đi tham quan tiếp. Mà cuối đường nó sẽ đi đâu. Rừng Đước này rất là đẹp ha. Wow, cảnh này đẹp chưa. Rất là khám phá, đáng một chuyến hành trình mình đi. Thành Việt Nam mình có rất là nhiều nơi để khám phá đẹp. Mỗi nơi nó có một vẻ đẹp riêng ha. Mình cứ khám phá hết đi. Nơi nào cũng đẹp, tạo ra những không gian đó rất là sâu ha. Còn rất là nhiều nơi nữa, kia đi qua cầu, còn cái hướng đó là sẽ đi về đâu. Này, không biết mình đi có lạc hay không, thấy mình đi rất là lâu rồi đó.
Mà đường này chắc là tới đây hết rồi. Nó còn rất là nhiều đường đi nữa. Đường này đã bị hư rồi. Chắc qua kia chỉ là những cái căn nhà thôi. Rồi, Đức Hương quay lại cho cô chú xem. Mình sẽ chọn lộ trình khác. Với không khí buổi chiều 4 giờ mấy, mát mẻ, nắng thì nhẹ nhẹ, không khí thì trong lành. Nơi đây thích hợp cho chúng ta đi thư giãn, cũng như là mình giải tỏa những căng thẳng của cuộc sống. Mình đi, mình vừa nói chuyện với bạn bè, tâm sự, cũng như là một số cái thư giãn về đầu óc. Rất là đẹp vì chúng ta với thiên nhiên thôi, coi như mình đang hòa mình vào thiên nhiên. Thiên nhiên với mình là một, cho nên là vô đây mình cảm thấy rất là thoải mái để mình thư giãn đầu óc. Mình ngắm những cây đước. Bình thường cây đước nó không có gì hết, nhưng mà có mấy con cá nè. Tôi vừa mới thấy cái là nó chạy mất tiêu luôn á. Nó chạy lẹ lắm. Nó đua. Này, có mấy con nhỏ nhỏ xíu xíu à. Đó, nhỏ nhỏ nằm dưới đây. Đâu có quay được. Cua nó nằm dưới. Đó, nằm dưới dưới vậy. Mà khi mình tới cái là nó chạy chạy mất tiêu. Rừng đước này rộng bao la lắm. Nhờ cái cây đước này thì thời chiến tranh á, nơi đây là nơi để trú ẩn của các cô chú bộ đội. Có rừng đước này thì chúng ta sẽ che chắn được những đạn pháo. Đây có cái tổ nhện, nó căng dây để nó bắt muỗi á. Rất là nhiều ha, nơi đâu cũng đẹp á. Và nhờ cường nước này chúng ta cũng trải qua được hai cuộc kháng chiến để chúng ta giành được độc lập cho nước nhà. Nhờ cường nước, nhờ thiên nhiên che chở, cộng cho những tinh thần để làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Đây, con đường này đi qua cái cầu của bên kia. Ở đây có hai đường, ai muốn mạo hiểm thì đi cầu dây, và ai muốn mà sợ sợ thì chúng ta sẽ đi cầu hồi nãy. Cái cầu nãy thì nó an toàn hơn, nó không có ấy. Tại Đức Dương cầm điện thoại quay nên không có nắm được, nên là cũng rất nguy hiểm. Cái này đợi là sau đi cái cầu này thì hồi xưa Đức Dương đã đi rồi. Cầu này đã đi rồi nhưng mà không có gì cái sợ đó. Mà bây giờ cầm điện thoại có một tay nên là mình cũng rất là sợ ha. Đấy, cô chú cùng với Đức Dương đi tham quan khu này. Tại vì có một mình đi từ thành phố xuống đây cũng hết mấy tiếng hồ rồi, nên là không có thời gian để quay nhiều cho cô chú xem. Và tí nữa Đức Dương sẽ đi lên khu vực ở trên cái tháp á, để nhìn thấy ba toàn cảnh, quay cho cô chú toàn cảnh khu vực ở đây, và để có được cái khái quát về khu thế nào. Và xin mời cô chú các anh chị cùng Đức Dương tham quan cái vọng thác này nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên cái khu vực vọng thác đó. Chúng ta sẽ đi lên cầu. Cầu này thì dành cho những người bình thường, không có sợ dây leo dây đồ, nên là đi cũng bình thường. Đó là gỗ cầu treo đó. Rồi bây giờ Đức Dương sẽ mời cô chú đi tham quan. Mình quay phim ha, mình quay toàn cảnh ha. Đây đẹp lắm, chụp hình ở đây thì rất là thiên nhiên ha. Và chúng ta sẽ đi ra lên cái cầu Tranh Giác để được ta đường này để đi ra khu vực nhà hàng. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi lên cái khu vực đây, quay lại cho cô chú xem cái cầu. Trời ơi, vậy mà Đức Dương đi qua rồi đó. Cầu treo lắc lẻo, gặp bình khó đi.
rất là đẹp ha, buổi chiều nắng chiều đẹp quá. Rồi đi, chúng ta đi tiếp ha. Rồi đó, đây là cái tháp canh. Cái tháp canh này rất là cao ha, tầm khoảng cỡ theo Đức Dương nghĩ khoảng 25m á. Đây cái tháp canh này. Và đây là một số khu vực dành cho các bạn trẻ, những bé chơi. Đây là cá sấu. Wow. Đây, để bị cái đẹp cho trẻ tới đây ngồi mình chơi xích đu. Đây là những con cá sấu rất là to. Mô hình cá sấu, vì đây là nuôi cá sấu nên rất là đẹp ha. Đó, Dương sẽ chụp cho cô chú xem góc này đẹp. Đó, mình đứng đây mình chụp hình nha. Góc ảnh này đẹp nè. Đó, cô chú thấy treo lên lưng cá sấu. Đấy, những con cá sấu crocodile. Rồi, chúng ta sẽ đi tham quan khu vực. Đây là cái chòi để chúng ta tới đây nghỉ ngơi một chút, rồi chúng ta sẽ đi tham quan ha. Bên đây có khu dân gian nè, khu trò chơi dân gian nè. Đây, khu trò chơi dân gian có nhiều thứ lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lên ha, đi lên khu vực của cái thác dưới đây. Wow, nó cao lắm á, 25m thì nhiều. Bây giờ mình lên thử ha, để mình thấy toàn cảnh ở cái khu này. Đường lên hơi cao nhưng mà không sao, Tích Dương sẽ cố gắng treo lên cho cô chú. Này, rất là cao ha, càng lên cao không khí nó mát hẳn rồi đó. Cao chưa, đường lên rất là đẹp nha. Đây, càng lên cao ta sẽ thấy được toàn cảnh nè. Đầu tiên là thấy được những mái nhà trước đã, mới được nửa thân cây thôi. Đây, mới được nửa thân cây thôi. Chúng ta sẽ đi lên nữa để thấy toàn cảnh của cái khu vực này. Chúng ta lên được gần tới ngọn cây thôi, chưa qua khỏi ngọn cây. Buổi chiều đẹp lắm, nắng chiều nó sẽ làm cho những cái lá cây màu xanh chuyển qua màu vàng. Đây, đã lên gần đến cái đỉnh tháp, cũng rất là mệt á, nhưng mà Đức Dương sẽ cố gắng quay toàn cảnh cho cô chú xem. Rồi, chúng ta tiếp tục bước lên ha. Trên những cái gác này, càng lên càng đẹp. Nơi đây cũng 13, 14 năm rồi Dương mới quay lại đây. Hồi xưa chỉ chứ có chụp ảnh, mấy ảnh bình thường thôi, rất là mệt. Hồi xưa là những mấy ảnh bình thường, chụp mấy cái cắm bắt, đi với bạn bè, thích đi chỗ này chỗ kia. Càng bước lên những bậc thềm này, chúng ta sẽ thấy không khí nó mát mẻ và cái tầm mắt của mình vươn rộng và xa hơn. Xung quanh đây toàn là những cây đước, cho nên là nó phủ xanh hết nguyên một cái mảng. Xung quanh ta thấy rất là đẹp. Cô chú có thể nhìn thấy xa xa là đường chân trời, và phía dưới là những lá cây xanh của rừng đước rất là đẹp. Để lên tới đây thì chúng ta chịu khó tốn sức chút xíu, nhưng mà sẽ rất là thú vị khi đứng trên cái canh gác này để mình nhìn thấy chòi gác này. Thì mình để các chú kiểm lâm để mà kiểm tra sau những ngày mà nắng nóng á, sắp tới sẽ rừng nó sẽ khô và có thể dễ cháy rừng, nên là đứng đây để mấy chú lên đây kiểm lâm để quan sát cho nó dễ hơn. Và phía xa xa là dòng sông chảy rất là đẹp, nó có hình chữ S nó băng qua. Thì trên những dòng sông này có một số tàu thuyền đang chạy trên đó, họ chở vật liệu cũng như thức ăn đồ uống, và một số đánh bắt tôm cá người ta đi đường về đây. Đó, Đức Dương thấy có con khỉ kìa, nó đi lang thang đây. Một số loại khỉ cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà đa số là hiền, khi mình chọc phá hay gì đó thì nó mới
dữ tợn thôi, chứ bình thường nó hiền lắm. Đấy, toàn cảnh đẹp chưa? Cô chú thấy những mái nhà, rồi xa xa là những căn nhà, đó là để cho mọi người đến đây, sau khi đến đây mình chưa còn nắng, mình sẽ lưu trú ở đây để mình nghỉ mát một chút, ăn uống hay là mình có thể nghỉ ngơi chút xíu rồi chúng ta lại tiếp tục hành trình. Ở khu vực này rất là rộng lớn, hầu như Đức Dương thấy toàn là những cái đước, xung quanh đây toàn là đước không, rất là lớn ha. Ở đây có những cái trạm phát sóng nè, đấy nhìn xuống ta thấy được những con cá sấu xi măng đắp hình mô hình ha, biểu tượng cho khu du lịch sinh thái Phàm Sát này, bởi vậy rất là đẹp. Và cô chú có thể nhìn thấy xa xa có rất nhiều lẫn loại cây đang mọc lên phía xa xa và tạo cho những cái mảng màu xanh đậm, xanh lợp, màu vàng xen kẽ nhau rất là đẹp. Và mảng xanh nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là dịu mát, rất là vui. Khi chúng ta cố gắng trèo lên đây thì chúng ta sẽ ngắm được toàn cảnh của khu rừng đước này. Không khí mát mẻ cộng cho gió thổi vi vu làm cho chuyến hành trình chúng ta cảm thấy rất là thú vị ha. Dòng sông thì xa xa có con đường phía dưới để dẫn ra cái dòng sông này, cũng rất là đẹp để ngắm sông, view ngắm sông. Và cảnh ở đây thì nó phủ xanh hầu như là quanh năm, nên là mỗi chuyến hành trình chúng ta đến đây thì chúng ta có những trải nghiệm mới và chúng ta phải khám phá những điều mới lạ để cho cái cuộc sống chúng ta có nhiều thú vị hơn. Những vật lưu niệm để chúng ta mua và chúng ta đi tham quan ở đây ha, khu vực reception đây. Rất là nhiều quà lưu niệm để cho cô chú mua mang về. Và chuyến hành trình của Dương đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn cô chú và các anh chị đã Dương đi tham quan cũng như là khám phá khu rừng nước mặn này, một trong những khu du lịch có rất nhiều cá sấu, đó là khu du lịch Phàm Sát ha. Thì xuất phát cũng hơi trễ, bây giờ cũng chắc khoảng 5 giờ mấy rồi thôi. Bây giờ Đức Dương sẽ tạm biệt cô chú và hẹn cô chú các anh chị ở clip sau để khám phá một vùng đất mới và có những trải nghiệm mới và những phiêu lưu mạo hiểm mới. Xin thân ái và chào.